Ronaldo chưa hết rắc rối khi đến câu lạc bộ mới Anas. Vẫn chưa rõ Ronaldo có đá trận ra mắt ở Anas không, nhưng nếu anh chơi thì anh có thể tiếp tục hủy hoại danh tiếng của mình và gây rắc rối cho đội bóng Saudi Arabia. Ronaldo vẫn đang chịu án cấm thi đấu 2 trận của Liên đoàn bóng đá Anh, FA, do hệ quả của việc giật điện thoại của một cậu bé 14 tuổi, phản Everton rồi ném xuống đất trong trận đấu giữa Everton và MU. Và sau đó đã phạt tiền Ronaldo và cấm thi đấu 2 trận. Dù Ronaldo đã rời MU, nhưng lệnh cấm vẫn có hiệu lực. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Anas đang tìm hiểu xem có thay đổi án phạt được không. Nếu được thì Ronaldo mới có thể ra sân chơi cho đội bóng của Saudi Arabia ngay tối mùng 6 tháng 1 năm 2023. Nhưng nếu án phạt không thể thay đổi mà Ronaldo vẫn cố tình ra sân chơi cho Anas ngay ngày mùng 6 tháng 1 thì anh có nguy cơ tiếp tục hủy hoại danh tiếng của mình. Còn Anas đối diện với nguy cơ bị phạt tiền. Tất nhiên, câu lạc bộ của Saudi Arabia không thiếu tiền, nhưng nếu họ biết là CR7 không thể thay đổi án phạt mà vẫn cố tình điền tên CR7 vào danh sách thi đấu thì họ có thể gặp rắc rối trong tương lai. Các cổ động viên của Anas thì cực kỳ háo hức chờ xem Ronaldo thi đấu trận đầu tiên cho đội bóng của họ ngay ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023, nên đã mua hết sạch vé xem trận đấu được chờ đợi là trận ra mắt của siêu sao 37 tuổi. Nhưng khả năng Ronaldo ra sân cho Anas ở trận này được đánh giá là không cao. Ronaldo ký hợp đồng thi đấu cho Anas trong 2 năm rưỡi và tổng thu nhập của anh, gồm cả quảng cáo, lên tới hơn 400 triệu bảng.